Hello các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại quê hương Giao Thủy Nam Định. Ở đây là Hồng Thuận và nhà mới của mình là ở xóm 5 Hồng Thuận. Hôm nay thì mình sẽ quay không gian ở quê rồi là cảnh ở quê. Rồi mình sẽ review ở quê cho các bạn xem là một lần về quê thì sẽ có những cái gì. Và đây là phía sau nhà mình là cánh đồng, rất là thoáng mát luôn. Và mình đang đứng ở đây để tắm nắng một chút. Các bạn cùng theo dõi những cái clip của mình nhé. Đi học ấy, đi học đi học con dâu dâu chứ không bỏ tôi đi dễ dâu đúng rồi. Bỏ ai lại đọc bốc thả côn với đạp được chứ ông thả côn đó làm gì có ai bốc côn đạp xe nhầm à. Đây là vườn đằng sau nhà, đây là vườn ở phía sau nhà tôi này. Hôm nay có anh em về chơi, có Đạt này, Hiếu này, đây đang hái khế này. Khế bây giờ thì không biết là có đúng mùa nhưng mà cũng không sai lắm. Từ từ em ơi, kiếm cái móc sắt chọc vậy sao được. Kiếm cái móc sắt, hỏi xem có cái sắt nào không. Khế ngọt mà. Cái múi nó hơi mỏng nhỉ. Thành quả nha các bạn nha, một túi khế ngọt luôn. Đấy. Cái này mang lên Hà Nội bán nha. Đây, đây là đằng sau nhà. Gặp nhau rồi khó lìa xa này. Ba tâm sự đang dang dở. Đấy, con hái về đi rồi mà ăn. Cô để ra bác nó rụng khí đi. Còn để áo nóng rắn rồi cho mấy con đi nào. Đi xem cá rồi. Cẩn thận có rắn đấy. Đâu? Con cá chết rồi. Úi giời, cây này có sâu không đấy? Chưa anh, hai con này. Xong rồi. Đâu? Trong cái lỗ này. Nó vừa bảo hello. Cá to. Chúng ta để tạm đấy đã. Mày định bảo mày rồi. Kiếu cái lép của ấy. Để tạm đấy. Ôi, vứt tạm lên bờ đi. Ấy, chứ vứt ra đấy thì lấy sao được. Đấy được. Bà về hỗ trợ đây. À. Thích ra đây nghịch vậy chứ còn còn con gì không? Hai con à? Chê chê à, chê. Một con nữa mà. Đây cá này các bạn này. Một con rô chê bắt về dán em ạ. Em cho ra đấy thì lấy kiểu gì? Ui, một con hai con chê. Hai con chê. Chê ta là ngon này. Mà sao nó sống được lâu nhỉ? Con đấy nó sống được. Chê ta. Thế em này phải đi mò lỗ em ạ. Mò các lỗ này. Hết chưa? Để anh xin cái túi bóng. Để túi bóng á. Em chạy để lấy đi. Xem còn lỗ nào không, bắt luôn. Cái gì đấy? Nó chọc cho à? Cá chê à? Đấy, ủng sổ lắm. Thế này mà bắt được đưa từ bóng rồi đó 5-7 con. Đạt một cởi dép ra thôi. Một thằng bẩn thôi. Đừng đưa từ bóng cho nghe. Từ bóng sang anh sang đây nhanh lên, tôi sắp gặp xuống đi. Đây có mỗi bộ chim mồi nữa đấy.
anh tranh xe hay là vứt ra xong tí nhặt nhặt rồi bùn lắm. Ừ, em vứt lên. Đừng đừng, cứ cho thứ bóng đi. Đi đâu bắn đi. Bắn, hất lên kia kìa. Đừng hất lên đấy không tí nhặt được đâu. Đánh bạc. Cho thứ bóng luôn, cho tọt thứ bóng ấy. Chùm nó lại nhá. Nhanh. Sắn tay áo lên. Cá chê nó sống dai nhỉ? Đây này, các cái lỗ này kiểu gì còn. Lỗ này bá chủ còn. Hết chưa? Hình như hết, còn mấy lỗ nữa rồi. Cẩn thận. Cua. Cẩn thận mỗi bộ con áo mồi đấy. À, bắt mấy cái lỗ này cua luôn. Cua các bạn ơi, cua cua to đấy, tí luộc nên ăn hết. Đây là đằng sau vườn nhà mình các bạn nhá. Đây thực ra là đây nó là một cái ngánh, nó có cá nhưng mà do mùa này bị hạn hán nên là hết nước rồi. Nhưng mà cẩn thận đừng quẹt cái này, em đi ngược lại là non. Bây giờ á? Chiều đẹp hơn chứ? Sáng chủ nhật rồi đi. Sáng mai. Giờ bỏ dép ra, ui giời. Cá lại chê. Cá chê nằm. Nhưng mà em bắt thế này có tội sát sinh rồi. Sát sinh gì? Anh dám mẹ, đây là cứu cá mà bỏ sát sinh. Ui, ui đi mẹ nhiều. Mấy con? Nhiều lắm á. Hai ba con dài lắm. Hai ba con dài lắm. Nó đứng ở hai chân đi. Lắc tú tí. Ui giời, cá. Cá chê ạ. Nó không bắt cá của cái thánh ốc rồi bảo ui giời, bác thả thì nó chỉ mất đi thôi. Mất đi à? Nó mò đi, chê ta làm sao để được. Cá chê, cá chuối nó nhảy mất. Không còn. Cái này, cá chê nhà bác về đặt này. Đúng là của đùi bác không bã đổ cứ ăn hết khắp bao giờ, chẳng gì đâu. Có không? Không, lỗ đấy không bỏ. Lỗ nó phải trong, nước phải trong. Không có gì cả. Cá. Đấy, lại chê. Cá mà. Bẩn bô áo rồi. Ê mày. Được rồi, kéo ra đây kia đi. Anh có cổ áo mồi, anh sợ gì? Điên. Thôi anh về anh dẫn anh Thành chị xe đi đi. Anh ơi, dẫn đi đi đi. Chưa rồi. Để dẫn mỗi nhà tí 5-10 phút về. Em vứt luôn đôi dép vào đấy. Cầm điêm thì nó nặng. Mất chị nhà xỉu kết. Ôi dồi ôi, cá. Cá. Lại chê. Chê nhiều đấy, tí nấu chuối ăn. Tí nấu chuối ăn ngon à. Nhưng mà mình không cứu nó thì nó cũng chết gì nữa. Chết, khô rồi chết hết. Có mỗi con. Không còn ở đâu nữa. Được rồi, quay video. Đây. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 con cá chê ta. Nấu chuối luôn. Đây là cuốt nhà mẹ nhá mọi người nhá. Rất nhiều cuốt luôn. Đó. Cuốt này là không có thuốc này. Ăn thoải mái luôn. Đấy. Cuốt xong này, có ai ăn xong đâu, rửa xong sạch thế này. Một giỏ xong này. Này, cốt này. Chuối chín này. Trong nhà đấy. Chuối chín mấy?
Chuối này thì nấu chuối ăn được này. Này, quá trời ớt luôn. Này, ớt nhiều chưa? Ớt nhiều chưa? Hiếu ơi, có ăn ớt không? Này, cuốt này. Hái ớt không? Ok, lấy rổ, lấy kéo. Lấy rổ, lấy kéo. Ớt quá trời luôn. Chanh này. Đấy, cuốt này bây giờ mình sẽ về mình thu hoạch nha. Ồ, thu hoạch ớt. Hái quả chín đấy. Cuốt này các bạn này. Cuốt này. Ớt này. Đấy. Đây cắt cả lá chanh các bạn nhá. Lên Hà Nội làm cái gì nó dễ. Sả này, hành này, rau sống này. Mai mốt cái này có nước thì nuôi cá này. Chuối này, khế này. Đủ các kiểu luôn. Rau cải ngọt kìa. Đây mẹ đang trồng thêm này, rau tơi này. Ớt này, cuốt này. Nhiều lắm. Đây mẹ còn trồng củ cải nữa này. Đấy. Cho mọi người xem củ cải nha. Lâu rồi các bạn chưa nhìn thấy hoa muống đúng không? Hoa muống này. Đó, tuổi thơ chưa? Củ cải mẹ trồng này. Đấy. Nhiều củ cải ngon không? Mẹ khéo trồng phết. Úi giời, một vườn củ cải luôn. À, một vườn củ cải này. Này, đấy, củ cải này. Đấy. Một vườn củ cải luôn này. Nhiều lắm Hiếu ạ. Thử nhổ một cây nhá. À, củ cải cắm vào anh ạ. Củ cải này. Đâu cứ nó phải lên được như này rồi chứ cắm gì. Củ cải ngon đấy. Cua này là càng vĩ đại luôn nha mọi người nhá. Thử cho tay vào xem nó có kẹp không nào. Đạt nha, Đạt đang câu cá. Cá nấu chuối các bạn nhá. Đấy. Mưa này nó tạch đi. Cá nấu chuối. Cá đã rán rồi các bạn nhá. Bây giờ là sẽ cho vào để nấu chuối. Món này Đạt Ba Bờ sẽ chủ đạo. À. Món chuối nấu. Đấy. Anh em xuống bắt cá bây giờ thành món chuối nấu này. Cái gì vậy? Cháu cái này mắt à? Mẹ, quả cái gì vậy?